Nè, uống đi. Cái gì đây? Trà chanh giả tay nè. Mẹ, sao bữa nay mẹ mua mấy cái món hot trend này vậy? Bình thường con uống mấy cái này mẹ thường chửi con không à? Kêu lẽ gì à, pha ngoài đường ngoài xá mất vệ sinh. Ai mà có khả năng thay đổi hệ tư tưởng của mẹ vậy? Mẹ. À hả? À, uống đi, uống đi, uống đi. Ngon lắm á. Sao hôm nay mẹ có biểu hiện lạ vậy ta? Hay là mẹ có gì đó mờ ám dấu mình? Ôi, đẹp trai nha. Đúng như ý mình chọn luôn. Lại còn cười tủm tỉm khen ai vậy không biết? Mẹ nhắn tin cho ai vậy? Gì vậy? Đâu có gì đâu, đâu có nhắn tin cho ai đâu. Con thấy mẹ là mờ ám lắm nha. Mẹ có tình yêu mới rồi đúng không? Nãy giờ con nói chuyện mẹ không hề nghe luôn. Nghe mà. Thôi mệt quá đi. Uống trà chanh đi. Mẹ đi lên phòng á. Mà nè, nhớ nha, từ đây về sau đừng có xen vô chuyện riêng tư của mẹ đó, biết chưa? Lại còn riêng tư nữa chứ. Mà ngon nha. Sao cái quán này pha ngon y chang quán anh Vũ vậy ta? Không, anh Vũ là số 1. Alo. Rồi rồi rồi, cô đang chuẩn bị tới nè. Cô nói cô tới là cô tới mà. Ha, đợi cô chút xíu nha. Rồi 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 rồi, cô tới liền. Mẹ mình sáng sớm sửa soạn đi đâu vậy ta? Sao không nói mình biết? Đã vậy còn nói chuyện cái kiểu đó. Có lẽ nào cặp với trai trẻ. Đúng rồi, cặp với trai trẻ mới ghiền trà sữa. Phải coi cặp với ai mới được. Em mời chị. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh đi đâu mà gấp dữ vậy? Trời ơi, mồ hôi mồ kê không à. Để em lau cho anh nha. Trời ơi à, chị, nhìn chị. Anh á nóng bỏng ghê á, làm em á hả đang chảy luôn vậy đó. Ê, chị ơi đừng làm vậy mà. Anh này, em còn làm nhiều hơn nữa, em sẽ qua đây mỗi ngày á, sẽ phụ anh á, không lấy tiền công đâu, chỉ cần thấy anh mỗi ngày là được rồi. Thôi, con gái con lứa gì không biết mắc cỡ vậy. Người ta đã từ chối như vậy rồi mà ve vãn hoài. Trời, mình nhìn lại mình đi, có được trẻ đẹp hơn tôi không hả? Uống bên đó thì biết bên đó đi, bên đây người ta làm gì chuyện của người ta. Cái già mà nhiều chuyện quá vậy. À, thôi bây giờ em về nha, chứ gặp bả không có vui đâu. Trưa nay em ghé qua em ăn anh ở lộn, em uống trà chanh của anh. Thôi dạ. Dạ áo đầm suốt mà. Nhưng mà nè, dạ. Con gái bây giờ sao mà nhìn lố lăng quá à? Không có biết kiềm chế gì hết á. À, để con làm được rồi. Mẹ với anh Vũ là sao? Lan, anh làm gì vậy anh Vũ? Không phải như em thấy đâu, đừng có nghĩ bậy, để anh giải thích đã. Anh còn muốn giải thích gì nữa? Giữa ban ngày ban mặt anh đi dụ dỗ mẹ tôi. Trời ơi. Mẹ thất vọng rồi mẹ, con không nghĩ mẹ như vậy á. Nè, con nói cái gì vậy? Cái chuyện này á là mẹ đang tác hợp cho hai đứa với nhau đó. Thôi cô về nha. À, cô đợi con chút. Đây đây. Gì á? Cô là khách VIP ở quán con nên á, con cảm ơn sự ủng hộ của cô. Con dành tặng cho cô hai ly nước trà trên giả tay đặc biệt ở quán con. Trời ơi, mày đặt khách sáo với cô nữa, mệt ghê á. À, mà nè. Dạ. Cô hỏi này nè. Con có người yêu chưa? Chưa hả?
Trời ơi, cô nói nghe nè, cô có đứa con gái nhìn cũng được người lắm á, mà do nó kén chọn quá cho nên giờ chưa có mảnh tình dắt dai luôn đó. Sao, thấy được không? Được cô làm mai cho. Cô à, có phải con gái cô tên Lan không? Ủa, sao con biết Lan? Dạ biết chứ, Lan có tới đây uống nước quán con nè. Con thực sự với cô á, con để ý cũng thích Lan lắm, nhưng mà con sợ Lan không thích con nên con không dám thổ lộ. Được vậy á thì tốt biết mấy rồi. Thôi nè, yên tâm đi, chuyện này để cô lo cho. Thì hả cô? Con cảm ơn cô. Thì con gửi nước. Ly của con là ly của Lan. Ly của cô đây đúng không? Ly của Lan đây đúng không? Rồi cô cảm ơn nha. Cô về nha. Từ cái lần đầu tiên anh thấy em tới quán uống nước á là anh đã thích em rồi. Nên cái mặt của em nó khó chịu, lạnh lùng lắm. Anh không có dám thổ lộ, không có dám tiếp xúc. Anh chỉ bưng nước ra, anh đi vô, anh ngắm em từ xa không à. Anh biết mẹ của em, xong cái ngày nào mẹ cũng uống nước, anh cũng tặng nước đem về. Lúc nào anh cũng đem hai ly tặng hết trơn á, là một ly cho mẹ, một ly cho em á. Đúng rồi đó. Hôm nay mẹ tới đây á, chủ yếu là muốn bàn với anh Vũ coi cái bữa tiệc gặp mặt tiếp theo đây á là như thế nào. Tới đây á nó có khách mà con nhỏ đó ve vãn nó cho nên mẹ cũng chưa có nói được gì hết á. Con nhào nhào vô con làm thiệt tình. Ủa, vậy là mẹ với anh Vũ không có gì? Có gì là có gì. Con đâu biết đâu, tại bữa giờ con thấy thái độ của mẹ lạ lắm. Mẹ cứ to nhỏ với ai không mà con mới nghi ngờ thôi. Trời đất ơi, con nghĩ mẹ vậy không lẽ mẹ đi quen Vũ? Sao vậy không biết nữa à? Thì ai mà biết được. Anh Vũ, thật ra á là người ta cũng có thích anh á, cho nên mấy bữa tôi mới hay qua đây tôi ngồi đồng ở quán anh nè. Thiệt hả? Chứ ai rảnh đâu mà uống trà chanh hoài ngán muốn chết. Mệt ghê á. Chắc không phải con mẹ quá à. Con ai á, thích người ta thì nói đại đi, còn bị đặt nữa. Mẹ kỳ quá hả? Cho con gái mẹ làm giá chút xíu đi. Ừ, làm giá riết mốt lên mộng luôn á. Rồi, thôi, chuyện biết hết vậy rồi, thôi mẹ đi về đây. Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Đồng ý đám cưới nói mẹ, mẹ tổ chức cho. Dạ, con cảm ơn cô. Ê, mẹ. Thôi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ về nha. Dạ, dạ. Mẹ về ạ. À. Mẹ, mẹ cái gì? Mẹ nói vậy rồi ý em sao? Thì mẹ em nói vậy rồi anh có đồng ý không? Trời ơi, hai ta hai chân đồng ý luôn á. Còn em sao? Thì em đâu có dám cãi lời mẹ đâu. Thôi cho em đi trà chanh nữa đi. Em ngồi đi, lấy trà chanh đặc biệt cho em uống.